Có một cái vị công tước ở bên Anh, vị này giàu có vô cùng luôn, hết trang trại này đến trang trại khác, hết lâu đài này đến lâu đài khác, có tiếng trong vùng. Một lần vị công tước này bị bệnh, nằm trên giường bệnh suýt chết, suốt mấy tháng rồi ra khỏi giường bệnh, coi là thập tử nhất sinh, coi như là chết đi rồi được cứu sống lại. Thì cái vị công tước này có một cái trải nghiệm cực kỳ lớn, là tự nhiên vị nhận ra là gì? Toàn bộ của cải không còn ý nghĩa gì với vị đó nữa. Và vị ra nhận ra là nó có một cái thế giới khác, khác hẳn cái thế giới vật chất. Đó là thế giới của tâm hồn của mình. Nằm trên giường bệnh 6 tháng, tự nhiên về mặt tâm hồn nó được thức tỉnh. Nên các bạn để ý, có những người phải đau khổ đến cùng cực thì tâm hồn mới thức tỉnh. Có những người phải có những cú ngã cực đau thì người đó mới chịu thức dậy. Còn cứ thành công không ngã thì không chịu thức dậy. Thế là cái vị công tước đó dậy làm bao nhiêu tài sản cho đi hết, bán sạch. Rồi vào trong tu viện trở thành một vị tu sĩ về sau. Tu sĩ người bên Thiên Chúa giáo thì họ cũng có người tu sĩ. Đó. Rồi. Chuyển cho cái slide. Nên cái đạo đức trí tuệ nghị lực này này, nó đến nhờ các bạn biết cách rèn luyện, nhờ các bạn có những vị thầy lớn, đọc những quyển sách tinh hoa, nhưng nó đến từ những khổ đau trong cuộc đời của mình rất nhiều. Khó khăn trở ngại, những cú sốc lớn trong cuộc đời, nó giúp mọc lên cái cây nhân cách này. Nên các bạn để ý, con cái của các bạn mà nuôi như con gà công nghiệp là nhân cách của nó không phát triển, nghiệm nữa có đúng không? Đặc biệt những cái chiều sâu tâm thức của một con gà công nghiệp không có. Phải cho nó va đập như con gà rừng thì nó mới có một ngày đẹp trời nó cất cánh, nó bay lên thành đại bàng được. Còn không, cả đời của nó chỉ quanh quẩn quanh chuồng thôi. Và kiếp sống của một con gà công nghiệp 70 năm rồi chết, cứ thế thôi. Bây giờ các bạn để ý những cái hệ giá trị, bất cứ một hệ giá trị gì cũng nằm trong ba cái hệ giá trị này. Ở đây có rất nhiều các anh chị làm doanh nghiệp rồi đúng không? Các anh chị lấy cho tôi một cái hệ giá trị nào mà các anh chị đang xây dựng trong công ty của mình đây. Xem nó có nằm trong ba giá trị này không? Bất cứ một hệ giá trị gì trên đời nhá, các bạn cứ nói ra là nó nằm trong ba giá trị này. Ba cái giá trị này nó chi phối toàn bộ các loại hệ giá trị. Ba cái này tôi không có nghĩ ra đâu, nó là lời dạy của một bậc thánh nhân cách đây 2600 năm. Nó phủ trùm lên cái vũ trụ này. Ví dụ này, các bạn nói này, yêu thương vô điều kiện nằm đâu trong đây? Nằm trong cột đạo đức. Danh từ khác nhau thôi, các bạn muốn dùng danh từ gì chuyện của các bạn, nhưng bản chất nghĩa là giống nhau. Rồi, phục vụ khách hàng như người thân, đây là một cái hệ giá trị để các bạn hướng dẫn nhân viên tập bán hàng phải phục vụ khách hàng như người thân. Phục vụ khách hàng như người thân thì có giống cột đạo đức không? Nó là cột đạo đức trên nền tảng là coi hai người là thân tín với nhau, chứ đừng coi họ là khách hàng, hãy coi họ là người thân của mình để mà phục vụ. Rồi luôn sáng tạo. Một trong những triết lý nhiều công ty lấy, đó là triết lý sáng tạo, đặc biệt những công ty về công nghệ. Họ rất thích chữ sáng tạo. Sáng tạo nằm đâu trong đây? Cột trí tuệ, đúng không? Rồi bên anh Vượng, anh dùng một câu slogan là gì? Giữ vững tinh thần khởi nghiệp. Tinh thần khởi nghiệp là cái gì trong đây? Tinh thần khởi nghiệp là nó có máu lửa không? Có máu lửa không? Và nó có trăn trở vì những cái mới không? Vậy nó là có phải là trí tuệ cộng với nghị lực thì sinh ra giữ vững tinh thần khởi nghiệp, đúng không? Rồi, ở BNI có một triết lý cho và nhận. Cho chính là nhận. Hãy tập cho đi chứ đừng săn bắn trong BNI. Nó là cái gì trong đây? Vô trong một cái chapter, tức là một cái nhóm doanh nghiệp, thì cho đi thôi chứ đừng săn bắn. Cho đi là cái gì trong đây? Là cột đạo đức gì đó. Các bạn cứ nghĩ đi, bất cứ một câu gì, triết lý gì mà các bạn thấy hay, các bạn thấy đẹp, viết xuống thì nó nằm trong một trong ba yếu tố này. Từ nãy cái bạn MC nói tâm, tầm và tài nằm đâu trong đây? Tâm nằm đâu trong đây?
thằng đó nó sống có tâm lắm, là nằm đâu? Là đạo đức. Tâm nằm đâu? Người có tầm nhìn là người có trí tuệ. Thế tài nằm đâu? Tài nằm đâu? Tài là trí tuệ cộng với nghị lực. Người tài năng mà không làm được việc thì không gọi là tài năng. Nhưng người mà có năng lực làm việc mà ngu thì cũng không gọi là tài năng được, đúng không? Nên trí tuệ nó giúp chúng ta có năng lực hoạch định vấn đề, nhìn ra vấn đề. Nhưng nghị lực nó giúp chúng ta làm được cái vấn đề đấy. Vậy các bạn nghĩ ra được một vấn đề lớn thì các bạn phải giải quyết được nó, phải làm được nó. Vậy là trí tuệ chính là có tầm nhìn, thấy được vấn đề. Và nghị lực là nó thực thi được cái vấn đề này, giải quyết được vấn đề này. Vậy hai yếu tố này trộn lại nó sinh ra tài năng. Vậy tâm tầm tài nó nằm trong ba yếu tố này thôi chứ gì đó. Nó chỉ đảo qua đảo lại, trộn qua trộn lại thôi. Nên bất cứ một hệ giá trị gì, một triết lý gì cũng nằm trong đây nhá. Nên các bạn phải nắm thật chắc cái này. Rồi. Nên con người phù hợp là gì? Là con người phù hợp với hệ giá trị do các bạn viết ra. Mà hệ giá trị đó ai phải phù hợp đầu tiên? Mình. Mình viết ra thì mình nó có thấy mình phù hợp chưa? À. Giá trị đó phải thấm sâu vào thành hơi thở của các bạn, thành mạch máu. Và các khi các bạn viết ra, các bạn bắt đầu kêu gọi cộng sự về, kêu gọi đồng đội anh em về làm, thì họ lên cùng một chuyến xe với mình đó. Nhà. Con người phù hợp là tài sản lớn nhất, và con người không phù hợp là phá sản lớn nhất. Các bạn phải ghi chú cái câu này. Không phù hợp là phá sản lớn nhất. Vợ chồng lấy nhau mà không phù hợp là phá sản lớn nhất. Vợ chồng lấy nhau mà phù hợp là tài sản lớn nhất. Vợ chồng là một tổ chức thu nhỏ có hai người và hai đứa con thôi. Sứ mệnh và tầm nhìn từ đâu mà ra? Sứ mệnh và tầm nhìn từ hệ giá trị mà ra, từ triết lý sống mà ra. Nhá. Hệ giá trị là nhân thì sứ mệnh tầm nhìn là quả. Chúng ta mang cái hệ giá trị đó, mang cái hơi thở của mình đó. Khi nó đã thành hệ giá trị, nó đã thành triết lý rồi thì nó phải thành hơi thở, trở thành mạch máu của các bạn. Các bạn mang cái hơi thở, mang cái mạch máu đó đi cống hiến cho cộng đồng thì nó gọi là sứ mệnh. Và cái sự cống hiến cộng đồng nó lan tỏa cho hàng triệu khách hàng thì nó gọi là tầm nhìn. Tầm nhìn bản chất là số lượng thôi, gì đâu mà. Tầm nhìn toàn quốc hay tầm nhìn toàn cầu ấy, đó nó là nghiêng về tính độ rộng nha. Còn sứ mệnh nó nghiêng về cái tính cụ thể bằng công việc gì, bằng công việc gì. Nhưng dù làm công việc gì đó thì cái triết lý này nó ngấm vào máu mình thành hơi thở thì nó cũng được bộc lộ trong công việc đấy. Vậy nếu mà các bạn dùng một cái triết lý là sống là phải làm cho cái thế giới này nó tốt đẹp lên, làm cho khách hàng được hạnh phúc hơn, làm cho nhân viên của mình được hạnh phúc hơn, các bạn lấy cái đó làm triết lý thì các bạn có đi buôn vũ khí được không? Mặc dù buôn vũ khí rất nhiều tiền. Có đi buôn heroin được không? Làm vài bánh thôi là bằng mình đi cày cả năm. Thấy chưa? Nên có phải là cái triết lý đủ sâu, cái hệ giá trị nó vững thì nó dẫn đến các bạn phải chọn lại nghề. Ngày trước không có cái hệ giá trị đó thì bạn bè rủ đi kinh doanh bia rượu chơi, rủ đi đánh đề chơi, rủ đi buôn cần sa chơi, miễn không bị bắt là được. Nhưng từ khi thành hình hệ giá trị, tự nhiên say no lên, không, tao không làm việc đó nữa, việc đó xấu ác tao không làm, không phù hợp với quan điểm sống của tao. Đó, cái quan điểm sống mà các bạn sống sâu sắc với nó chính là hệ giá trị đấy. Quan điểm của sống của tao không sống thì thôi, sống là phải hướng đến sự hạnh phúc, hướng đến sự tử tế. Vậy bất cứ cái việc gì mà đi ngược lại cái đó không làm. Bán thuốc lá phù hợp pháp luật mà, nhà nước mình cho phép, dù mình làm đại lý thuốc lá, không, tao không bán. Cái đó là tiếp tay cho người ta nghiện thuốc, tao không chờ. Nhiều tiền cũng không chờ. Đó, các bạn thấy dùng chưa? Thì cái đó là các bạn chọn lại nghề đấy. Nên cái nghề marketing là cái nghề gì? Cái nghề marketing là cái nghề nó nghiêng về nói thật hay nghiêng về nói dối? 10 người làm marketing thì mấy người nói thật hay là nói dối ngay từ câu đầu tiên?
Đó, các bạn thấy chưa? Bột giặt Omo trắng sạch như mới, giặt một lần là trắng sạch như mới. Ở đây các anh chị giặt rồi, có cái thứ gì giặt một lần mà trắng sạch như mới không? Thế tại sao chúng ta tin? Đấy, nó nói dối ngay trước mặt mình vậy. Rồi, uống sữa bò mà thông minh như người. À, tại sao chúng ta lại tin? Cái hệ giá trị gì kỳ lạ đấy, uống sữa bò phải thông minh như bò chứ. Thông minh như người là nó nói dối trắng trợn, thế mà chúng ta cũng tin, bây giờ. Nên khi các bạn cam kết là mình sống trung thực, mình sống chính trực, không dối trá, tự nhiên các bạn không làm marketing cho một loạt công ty nữa. Các bạn chọn những công ty nào có giá trị thật các bạn làm, những công ty có giá trị ảo không làm nữa. Tự nhiên vậy à? Nên các bạn để ý một số bậc thầy phù thủy marketing mấy năm gần đây biến mất đúng không? Những người đó chắc chắn đã có sự thay đổi về tâm thức ở bên trong. Những bậc thầy phù thủy marketing cách đây 4-5 năm làm mưa làm gió trên thương trường, có thể là thổi một cái hãng bán mì gói tăng gấp 100 lần doanh số sau 3 năm. Biến một cái thương hiệu chưa hay biết đến tên sau 3 năm thành một thương hiệu mì gói khét tiếng. Nhưng đùng một cái thấy anh ta biến mất. Khẳng định chắc chắn chính là đã thay đổi hệ giá trị, thay đổi triết lý sống là biến mất ngay. Rồi các bạn để ý anh Võ Trọng Nghĩa, kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, các bạn thuê anh ấy thiết kế một cái sòng bạc ăn chơi nhảy múa, đố các bạn bỏ 1 tỷ đô mà thuê được anh ấy. Vì anh là dân thiền, mà dân thiền thì anh sẽ thiết kế những cái gì mang lại ích lợi chung cho toàn cầu, cho toàn người dân. Dù có trả 1 tỷ đô để thiết kế một cái sòng bạc anh cũng không làm. Nhưng ngược lại tiền ít hơn hẳn, nhưng thiết kế một trường học xanh cho các con, coi trường anh vẫn rất là nhiệt tình. Hình dung chưa? Vì nó phù hợp hệ giá trị ở thế thôi. Cái hệ giá trị nó định hướng toàn bộ cái chuyến xe của chúng ta đi đâu là cái hệ giá trị này. Nên cái tuổi chúng ta nó phải đủ trưởng thành, va đập cuộc đời nó phải đủ lớn, và chúng ta phải học nó đủ sâu á, thì cái hệ giá trị này nó mới bật ra được. Còn không nghe là cứ mơ màng màng thôi nha. Nên buổi ngày hôm nay với các bạn hơi nặng một tí, thôi kể nữa. Nặng một tí rồi biết đâu nó sốc rồi cũng tỉnh ra mấy người thì sao? À, gọi là liệu pháp sốc á. Đây là 4 vòng tròn đào tạo. Trong 4 vòng tròn đào tạo này này, thì chúng ta được học là kiến thức là cái thứ đầu tiên, toàn bộ thời gian chúng ta đang đi học 10 mấy năm nha. 10 mấy năm học. Đến năm 23 tuổi cũng là vòng tròn kiến thức thôi. Sau đó chúng ta học về kỹ năng khi đi làm việc, là chúng ta được học kỹ năng. Nhưng mà chúng ta để ý này, kiến thức và kỹ năng nó giúp chúng ta kiếm được tiền đúng không? Thăng tiến được nghề nghiệp. Vậy các bạn tuyển cái người mà chỉ biết kiến thức kỹ năng, những cái yếu tố khác yếu, thì vì tiền nó đến, thì vì tiền nó đi. Và đây là vấn nạn của mọi doanh nghiệp khi đào tạo nhân sự. Các bạn có phát hiện là khi mình đào tạo nhân sự của mình đủ 1-2 năm thì nó bay đi không? Tại sao nó bay đi? Vì các bạn đang đào tạo cái gì? Các bạn đang đào tạo cái vỏ hay đang đào tạo cái lõi? Nếu đào tạo cái vỏ thì đủ lông đủ cánh nó bay đi. Vì giữ nó ở lại không phải cái vỏ, giữ nó ở lại phải là cái lõi cơ. Hai vợ chồng lấy nhau vì tiền, một ngày đẹp trời vì tiền nó sẽ ly dị. Nhưng hai vợ chồng lấy nhau vì sự sâu sắc, thấu hiểu ở bên trong hai người thì sẽ không có khái niệm ly dị. Dù có khó khăn sóng gió cũng không có. Nên cái sợi dây giữ chúng ta lại chính là nhân cách cốt lõi, chính là sợi chỉ đỏ, kim chỉ nam cuộc đời của hai người trùng nhau. Thế rồi. Vậy doanh nghiệp của các bạn là 100 con người thì cái sợi chỉ đỏ, cái kim chỉ nam này nó có trùng nhau không? Bài toán nó khó đấy, nhưng phải làm được. Nó có thể không trùng nhau, nhưng nó phải gần trùng nhau. Nó phải hao hao nhau. Thì nó gọi là một cái khối con người này đoàn kết thống nhất là vì thế. Chứ còn không sao mà đoàn kết thống nhất được nha. Chúng ta trả tiền cho con của mình đi học trường quốc tế là trả cho vòng tròn số 3. Học ngoại ngữ là kỹ năng thôi, nghe nói đọc viết thôi mà. Các bạn đóng cho nó 300 nghìn ở trường nhà nước, xong các bạn đội lên thành 30 triệu đóng gấp 100 lần, là từ vòng tròn kiến thức nó nhảy vào vòng tròn kỹ năng, các bạn phải trả giá gấp 100 lần. Làm còng hết cả lưng ra để nuôi 2 đứa con học trường quốc tế.
Trong khi đó kỹ năng cũng chả là đinh gì hết, kỹ năng vẫn là cái vỏ. Chui vô một cái lõi tầng nữa, nó sinh ra xu hướng tính cách. Đâu là tố chất tiềm ẩn của con mình, đâu là những năng khiếu tiềm ẩn của con mình, làm thế nào để kích hoạt nó lên. Các bạn quan tâm đến con mình như thế nào, các bạn thử quan tâm đến nhân viên của mình xem. Đâu là tố chất tiềm ẩn của nhân viên của mình, làm thế nào để kích hoạt nó lên. Các bạn làm được cái điều này, chúc mừng các bạn. Các bạn chui vô được cái vòng tròn xu hướng tính cách, những năng khiếu tiềm ẩn. Lúc này các bạn trở thành bậc thầy về dụng nhân. Còn không thì sắp xếp nhân sự mệt mỏi hoài nha. Rồi đi vào vòng tròn xu hướng tính cách rồi, chúng ta còn đi sâu tiếp một vòng tròn nữa, là vòng tròn đạo đức, trí tuệ và nghị lực, tức là hệ giá trị chi phối mọi hệ giá trị khác. Cái triết lý này nó chi phối mọi hệ giá trị khác. Thì cái lõi này này là quan trọng nhất, cái nhân cách cốt lõi này. Chúng ta để ý này, cái người có trí tuệ thì tự động họ biết chọn lựa kiến thức nào phù hợp để mà họ học, chứ họ không học lan man. Và họ học rất sâu. Người có nghị lực thì tự động nó biết cách rèn luyện kỹ năng. Không có đúng không? Kỹ năng có phải là chống lưng cho kỹ năng là nghị lực không? Người không có nghị lực làm hời hợt làm sao ra kỹ năng được? Kỹ năng là thời gian các bạn lập đi lập lại cho nó thành lành nghề. Đánh máy có 2 tiếng đồng hồ, nói tao là bậc thầy đánh máy thì đúng là thằng nói điêu. Nhưng nó đánh máy 10.000 giờ, nó đánh 10 ngón, đánh nó lao lao thì đúng là bậc thầy đánh máy. Nên kỹ năng là đến từ cột nghị lực, nó chống lưng, nó mới sinh ra kỹ năng. Nha. Rồi xu hướng tính cách. Xu hướng tính cách thì các bạn xem nó, mình phát hiện ra nó nhờ cái gì. Làm sao phát hiện được xu hướng tính cách của mình? Làm sao biết được những năng lực tiềm ẩn của chính mình? Làm sao? Chỉ có một cách duy nhất. Cái cột trí tuệ của mình, nó suy xét chính hành trình cuộc đời của mình. Các bạn học DISC, các bạn học MBTI để các bạn làm bài trắc nghiệm. Có phải khi mình học rồi mình hiểu nó rõ để mình làm bài trắc nghiệm cho nó tốt, có phải là cột trí tuệ nó vận hành không? Sau đó các bạn làm cái bài test đó, nó mới lòi ra xu hướng tính cách của mình không? Nên muốn biết được xu hướng tính cách là phải thông qua trí tuệ. Trí tuệ nó biết những công cụ nó dùng, hoặc trí tuệ nó tự rà soát cuộc đời, nó nhận ra à tôi có tố chất này, à cái này phù hợp với tôi và cái kia không phù hợp với tôi. Cột trí tuệ nó định hình cái đó. Còn đạo đức nó làm gì? Đạo đức này làm cho cuộc đời nó đẹp. Có trí tuệ mà có nghị lực mà mất đạo đức thì đời nó héo liền. Nha. Trí tuệ và nghị lực làm dẫn chúng ta đến thành công. Còn có đạo đức thì nó dẫn chúng ta đến hạnh phúc. Vậy người nào vừa có đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì vừa có thành công mà vừa có hạnh phúc. Giải cái bài toán mà nhiều bạn hỏi là em muốn có cả hai, vừa có thành công vừa có hạnh phúc là phải có cả ba yếu tố này. Còn có bạn nào không, em cần thành công thôi thì trí tuệ và nghị lực đủ rồi. Kiến thức chiều sâu hơn người, tầm nhìn tốt hơn người và ý chí nghị lực mạnh mẽ là chắc chắn gặt được thành công. Nhưng dọc đường mình đi, mình giết người hay cứu người không biết, mình hại người hay mình giúp người là do cái cột đạo đức. Nên có những người đạt được đích thì hại vô số người, ngược lại có người đạt được đích thì giúp vô số người. Đó. Rồi, đây có một cái công thức. Tài năng là gồm trí tuệ và nghị lực. Tài năng cộng đạo đức thì sinh ra lý tưởng sống. Nên đó là lý do vì sao chúng ta tìm một cái lý tưởng sống khó thế. Các bạn vẽ ra một tầm nhìn thì dễ, vì cái tầm nhìn đó là do tâm tham của mình nó vận hành thôi. Mình mong cầu mình có 10 căn nhà, mình vẽ ra tầm nhìn của tôi là 10 tỷ, là 100 tỷ thôi. Thì bản chất nó là tâm tham thôi, chứ nó không phải là một lý tưởng sống, một hoài bão sống. Nên tài năng cộng đạo đức thì nó sinh ra lý tưởng, sinh ra những cái hoài bão hướng thiện. Cái này mới thực sự là tầm nhìn này. Còn tất cả những cái thứ tầm nhìn mà mình ghi cho vui, năm sau được 10 tỷ, 10 năm nữa tôi là công ty lớn nhất Việt Nam, đấy không phải tầm nhìn đâu.
Đấy là lòng tham của mình thôi. Câu số 2, tài năng mà ít đạo đức thì sinh ra tham vọng. Người có tài mà đạo đức ít thì thường là tham vọng thôi. Tài năng cộng vô đạo đức thì siêu phá hoại. Hitler, tài năng cộng vô đạo đức thì siêu phá hoại. Toàn bộ giới trẻ của chúng ta khởi nghiệp là nằm ở mục số 2 là chính. Vì giới trẻ của chúng ta gần như không được ai đào tạo về đạo đức cả. Đào tạo về tài năng rất nhiều, huấn luyện đi huấn luyện lại để nó trở thành tài năng, nhưng hỏi nhân cách đạo đức nó đâu, không ai trả lời được. Nên hầu như là công thức số 2 nó vận hành. Khởi nghiệp trên nền tảng của tham vọng thì nó bước lên lý tưởng hay nó bước xuống phá hoại, nó bước xuống cái nào nhiều, cái nào ít. Sau khi nó khởi nghiệp vài năm thì nó trở thành một doanh nghiệp có lý tưởng sống hay doanh nghiệp đi phá hoại môi trường thì nó thành cái nào? Coi chừng nó bước xuống phá hoại là chính đi. Từ ít đạo đức biết bước lên trở thành người có đạo đức khó hơn là từ ít đạo đức bước xuống thành người vô đạo đức, nó dễ hơn rất nhiều. Nên đó là lý do vì sao mà tôi không ủng hộ các nhóm khởi nghiệp là vì thế. Tôi rất ít ủng hộ. Tôi bảo chỉ khi nào mình có những khóa học đào tạo nhân cách đạo đức cho sinh viên của chúng ta thì mới nên khuyến khích sinh viên khởi nghiệp. Còn không nó sẽ phá nhiều hơn xây. Nó phá nát, nó phá gia đình, nó phá mối quan hệ, nó phá khách hàng. Và nó chụp giật, nó sinh ra nó lừa đảo lẫn nhau. Công thức số 4 này. Ít tài năng làm nhiều việc tốt nhỏ thì cũng sinh ra lý tưởng. Đây là công thức của mẹ Teresa. Mẹ có một câu nói rất hay nha. Chúng ta không thể làm được những việc lớn, nhưng chúng ta có thể làm nhiều việc nhỏ với một tình yêu lớn. Câu nói rất hay. Làm nhiều việc nhỏ với một tình yêu lớn. Tôi đọc cuộc đời của mẹ Teresa, cuối cùng đọc lại cho tôi đúng câu đó. Tôi học được đúng tuyệt chiêu đó của mẹ. Còn những thứ khác tôi có thể quên hết. Nguyên một quyển sách khoảng 150 trang và rất nhiều bài viết về mẹ, cuối cùng đọc lại một câu để tôi rút ra thành công thức cho đời tôi. Đây là cách đọc sách sâu đấy. Chỉ một tuyệt chiêu của bà thôi là mang lại cho mình bao nhiêu giá trị. Là hãy làm nhiều việc nhỏ với một tình yêu lớn. Một tuyệt chiêu duy nhất. Và tuyệt chiêu này phải chui vào đầu mọi nhân viên khi mình đào tạo họ. Phải chui vào đầu họ. Và nếu nhân viên mà có được công thức số 4 rồi thì gần như nó làm rất tốt. Còn nó không có được công thức này là nó chán đời, nó nghỉ việc. Không có công thức này là nó nhảy xuống công thức số 6. Ít tài năng mà ít nhiệt tình thì nó cứ kém dần dần đi. Sau 1-2 năm rồi nó nghỉ việc. Sau nó than phiền là môi trường em chả phát triển được, môi trường không chuyên nghiệp. Cái nó nhảy đi một doanh nghiệp mới cũng 1-2 năm sau rồi nó cũng nghỉ việc. Nó cũng than phiền y như thế. Còn công thức số 5 là ít tài năng cộng làm việc lớn bằng phá hoại. Đây là chính là công thức ảo tưởng. Ảo tưởng sức mạnh, đặt tay lên ngực thề: tôi phải kiếm 1 triệu đô trong năm sau. Cứ thế thề thật to ở ngã tư Nguyễn Huệ. Đó là công thức số 5 đó. Ít tài năng mà đòi làm việc lớn đấy thì cũng sinh ra phá hoại. Con ông cháu cha là công thức số 5 nên nó mới phá. Họ là quan chức, họ đẩy con của họ lên làm chức to rất nhanh, mấy năm là lên 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 lên, nhưng tài năng nó lên không kịp thì nó sinh ra phá hoại. Dạ. Đó thì đây là 6 cái công thức nha. Thì trong 6 cái công thức này này thì tôi thích công thức số 4 và công thức số 1. Tôi vô cùng thích hai công thức này. Công thức số 1 để chắt lọc những con người lãnh đạo tương lai, còn công thức số 4 là để chắt lọc đội ngũ đồng điệu với nhau. Là công thức số 4. Hai công thức này mà các bạn áp dụng cho doanh nghiệp mình thật kỹ vào là các bạn đã làm được bao nhiêu việc cho doanh nghiệp mình rồi. Nhưng muốn làm được hai cái này thì mình phải làm cho ai trước? Làm cho mình trước. Còn không còn lâu mình dạy nó mới nghe. Nó bảo bà nói thì bà chứ có làm được đâu mà đòi dạy tôi. Ba con đường của một kiếp người. Chúng ta sinh ra lớn lên đến năm 23, đến năm 23 tuổi là chúng ta ở cái vòng tròn đầu tiên đó. Rồi chúng ta bắt đầu bước ra cuộc đời, đúng không? Chúng ta bước ra cuộc đời. Và chúng ta xin việc, đi làm, xin việc hoặc khởi nghiệp. Chúng ta tiến hành hành trình màu đỏ, hành trình mưu sinh.
để rồi trượt đi mười mấy năm, mình tiếp tục mình lận lăn lộn, mình mưu sinh rồi lấy vợ lấy chồng rồi sinh con, vì vài đứa con đó và hành trình mưu sinh nó lại lặp lại một lần nữa, nó trượt mình đến hết đời luôn, rồi già rồi chết, cuối cùng một kiếp người là một hành trình mưu sinh đó. Ở đây những ai đang xác định tự vỗ ngực xưng tên tôi là một kiếp người hành trình mưu sinh đâu, giơ tay nói tôi. Gì đó. Nhưng có một số người thì họ thông minh hơn, họ biết quan sát, phân tích, đúc kết vấn đề, họ nhận ra được là cuộc đời nó còn là một trường học, chứ không phải mỗi đại học là trường học. Bất cứ một sự việc gì nó đến với mình, nó đều ẩn chứa một bài học hết. Họ nhận ra ồ, cuộc đời là một trường học khổng lồ, người ta gọi là trường đời. Chúc mừng, người đó lên được 5 điểm, lên được trung bình đấy, level tốt đấy. Còn mưu sinh là dưới 5 điểm. Hành trình cả đời mình chỉ là mưu sinh thì người và thú là giống nhau, chẳng khác nhau cái gì. Nhưng đến khi chúng ta nhận ra cuộc đời là một trường học, là chúng ta nhảy lên liền, bắt đầu mang tính con người nhiều hơn, tính con nó bớt dần đi, tính người nhiều lên. Tính người nhiều lên. Nhưng rồi chúng ta học cái gì? Vấn đề, chúng ta xác định cuộc đời là một trường học rồi, nhưng chúng ta lại loay hoay học để quay về mưu sinh, nghiệm cho có đúng không? Chúng ta toàn học những khóa mưu sinh thôi. Để rồi cuối cùng già chết cũng là đếm xem mình mưu sinh được cái gì. Già chết con chó nó đếm được nó có được bao nhiêu cục xương chôn dưới gốc cây ấy. Thế thôi mà. Và lâu lâu chúng ta lọt vô được một cái khóa là nó nâng tầm tâm thức của mình lên, nâng tầm nhận thức của mình sâu sắc hơn. Chiều sâu của tâm hồn nó được mở ra, thì lâu lâu mới có một khóa. Còn hầu hết là toàn đi học kỹ năng chiêu trò kiếm tiền hết. Nên chúng ta nhảy về tâm thức là ít quá, nên một thời gian nó lại lộn về mưu sinh trở lại. Vì bước ra cuộc đời, bước ra khỏi khóa học thì lại về mưu sinh, thế là nó lại quên đi. Rồi già rồi chết. Nhưng có một số ít, khoảng 3-5%, họ nhận ra cuộc đời là một trường học và họ đẩy lên học về tâm thức, học về chiều sâu của tâm thức, học về chiều sâu của tâm hồn. Chúng ta hay gọi là chữ tâm linh nhé. Tâm linh không phải là mê tín, tâm linh không phải là cúng bái, tâm linh là chiều sâu của tâm hồn, tâm linh là chiều sâu của tâm thức, mà ông Pythagore gọi là hành trình của một linh hồn đấy. Chúng ta xuống dưới trái đất này là hành trình của một linh hồn thôi. Đó. Thì ai nhận ra cái tầng trên cùng là chúc mừng các bạn. Các bạn nhận ra thực sự sứ mệnh nằm ở đấy đấy. Cái chữ sứ mệnh nhé, các bạn mới nhìn này. Nếu mà nói đúng nghĩa đen của nó hay lắm đó. Mệnh là cuộc đời của các bạn, là cái mạng của mình nhé. Còn sứ là thiên sứ. Cả cuộc đời của mình, cái thân mạng của mình, làm một việc gì lớn lao như một thiên sứ thì được gọi là sứ mệnh. Vậy mà mưu sinh thì gọi là gì? Thú mệnh, chứ làm gì là sứ mệnh. Thú mệnh, mạng của một con thú. Hành trình trưởng thành với linh hồn của tâm hồn theo chiều sâu thì chính là hành trình của một thiên sứ đấy. Nên ai lên được cái làn trên cùng màu xanh là chúc mừng đấy. Chúc mừng nha. Rồi một ngày đẹp trời các bạn già, các bạn chết, thì cái dòng tâm thức nó tiếp tục nó đi tái sinh. Dòng tâm thức tiếp tục chúng đi tái sinh. Người dân gian thì vẫn hay gọi là vong linh nha. Còn đạo Phật thì gọi đó là dòng tâm thức thôi. Nó đi tái sinh. Thân trung ấm theo quan niệm của Tây Tạng, nó vong lại thành một cái kiếp sống mới. Và tùy cái nghiệp nó làm ở đâu thì nó sẽ đi đấy. Tùy nó làm cái gì trong suốt 70 năm này này thì nó sẽ đi về cái cõi giới tương ứng. Tùy nó luyện thi kiểu gì trong 70 năm này này mà nó thi được vào đại học nào hay là nó rớt đại học. 70 năm này là 70 năm các bạn luyện đại học đấy, luyện thi thế thôi. Học hành láng tráng lung tung thì tâm thức nó thì nó rớt. 3 năm học hành láng tráng thì lọt cao đẳng hoặc xuống trung cấp, thậm chí rớt cả 2. Còn học hành ngon lành thì lên đại học, ngon lành nữa thì lên những đại học xuất sắc nhất, thế rồi đó. Và chúng ta có một cái kiếp sống mới, nên chúng ta mới để ý là tại sao chúng ta cứ thắc mắc là có nhiều người cả cái cuộc đời của họ sinh ra trong gia đình đã giàu có rồi, lại còn có học thức nữa, lại còn tốt tính nữa, tại sao lại có những gia đình may mắn thế, mà tại sao mình khổ thế là bình thường.
Là vì chúng ta thi rớt đại học của đời trước thì đời này chúng ta khổ thế thôi. Nó đậu thì nó phải ngon hơn mình như nè. Nhưng mà chưa chắc đời này nó ngon ha. Nó lọt vô gia đình sướng, coi chừng nó lại thành hành trình mưu sinh nhỉ. Nó suốt ngày nó hưởng thụ thì cuối cùng nó thành con gà công nghiệp. Nó giàu có nhưng thành con gà công nghiệp thì cuối cùng nó lại rớt. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một tiến trình phát triển theo chiều sâu của con người. Đã xây dựng đội ngũ hoặc phát triển bản thân mà không có tiến trình phát triển theo chiều sâu thì mệt. Phải đi được vào chiều sâu. Đây. Chúng ta có nhớ bốn cái vòng tròn đào tạo không? Chúng ta có quay trở về nhớ bốn cái vòng tròn đào tạo này không? Đấy. Thì bây giờ mình nhìn vào bốn vòng tròn đào tạo này, mình thấy cái điều gì? Trường đại học đáp ứng cho mình được cái gì trong bốn vòng tròn đào tạo này? Các bạn học 4 năm, 5 năm ở trường đại học đáp ứng cái gì? Kiến thức. Nhưng kiến thức nghề hay là kiến thức luôn cả những thứ trong đời sống? Ví dụ tình yêu hôn nhân gia đình nó có dạy mình không? Dạy con nó có dạy mình không? Phát triển bản thân nó có dạy không? Còn lâu nó mới dạy. Các bạn học phát triển bản thân lè lưỡi ra bên ngoài còn chưa xong kìa. Những mảng tinh hoa khác trong xã hội nó không dạy mình. Chỉ dạy mình nghề thôi. Ông nào đi chế tạo máy suốt ngày, đi vẽ hình học họa hình chế tạo máy thôi. Còn những cái môn cơ bản mà nó ứng dụng được trong đời sống thì đâu. Bạn nào đang xài 2 năm đầu của đại học mà làm cho doanh nghiệp của mình phát triển đâu, giơ tay coi. Tích phân vi phân đạo hàm làm cho doanh nghiệp của mình phát triển đâu, bạn nào giơ tay cho tôi coi. Rồi bạn nào lấy vợ lấy chồng bằng sin cộng sin bằng 2 sin cốt đâu, giơ tay coi. Làm gì có, trời ơi. Có đâu nha, rất nhiều kiến thức chúng ta không có sử dụng. Trong khi đó một đống kiến thức khác thì lại không được học. Một cái doanh nghiệp lớn nhất, một cái tổ chức lớn nhất gắn với mình suốt 40 năm cuộc đời là vợ chồng và mấy đứa con thì hoàn toàn không được học. Đâu là kiến thức về tình yêu hôn nhân gia đình, đâu là kiến thức về nuôi dạy con. Vì chúng ta không có kiến thức này nên các bạn phải gửi con vô trường quốc tế phải đóng 30 triệu đấy. Còn các bạn thực sự vững cái này rồi, trường làng 300 nghìn cũng được, chả có gì phức tạp. Tôi hướng dẫn rất nhiều phụ huynh giải quyết được cái khâu này. Họ khát khao được vô trường Tuệ Đức, họ rời con từ tỉnh, thuê nhà ở bên quận 12, rời cả nhà lên trên đó chỉ để đứa con được học ở trường Tuệ Đức thôi. Gửi hai đứa lên đấy. Sau đó họ đi học lớp chánh kiến, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, sau đó học mấy lớp dạy con. Tôi bảo đó, em về chịu khó áp dụng đi. Áp dụng cho tôi triệt để trong 2 năm đi, rồi về quê trở lại. Ở đây tốn tiền. Tụi em phải bỏ hết công việc ở quê lên đây chỉ vì hai đứa con, phí lắm. Về đi vẫn biết cách dạy. Họ đúng 2 năm họ thực hành, xong xuôi hết, đứa con tự lập, tự phát triển, ngon lành, biết cách học, biết cách xây môi trường sống, biết cách phát triển đạo đức trí tuệ, nghị lực là gì. Rồi họ về quê họ sinh sống trở lại. Vẫn biết dạy con phàm phàm. Bình thường, có vấn đề gì đâu. Vấn đề là chúng ta nắm được cái nguyên lý cốt lõi của nó và ứng dụng được là xong, cái gì nữa. Chứ còn liên quan gì đến phải ở trường quốc tế. Các bạn thấy trường quốc tế nó có dạy được nhân cách đạo đức cho trẻ không? Hay này, trẻ càng ngày bản ngã càng lớn, chảnh chọe và bản ngã rất lớn, đúng không? Như vậy nó giỏi lên được một tí, nhưng mà cái tôi nó tôi đùng ra thì nhân cách nó đi xuống. Ai đi chữa cho nó trong tương lai? Bây giờ nên nó không dạy được cái lõi này này, nó mất lõi. Nên các cái trường thông thường là cái lõi nó không có nhé. Rồi kiến thức thì nó chỉ được kiến thức nghề nhé, kỹ năng chuyên môn. Thì nó có giáo dục cho các bạn được kỹ năng chuyên môn để đảm bảo là các bạn là chủ doanh nghiệp, nhận một sinh viên ra trường làm được việc không? No. Các trường đại học bây giờ dạy cho sinh viên kiến thức về kỹ năng, chứ hoàn toàn không giáo dục được kỹ năng. Kỹ năng là phải thực hành, nó có thực hành được đâu mà làm. Thế là vô các bạn cầm tay chỉ việc thêm 6 tháng nữa, các bạn chết dở với nó. Đúng không các? Than trời chỗ này này. Rồi xu hướng tính cách, có nhiều đứa nó hướng nội mà nó thấy bà con dụ dỗ đi bán hàng để làm chủ thích quá. Nó chui vào một cái dây bán hàng đa cấp để rồi nó chết chìm vì đứa hướng nội nó đi bán hàng rất khó. Đứa hướng nội nó thích ở nhà một mình, nó thích làm thí nghiệm. Nó trở thành Einstein và Edison được, chứ nó không trở thành người bán hàng tài năng được. Nhưng vì bị bạn bè xúi, vì nó không hiểu tính cách của nó, là nó chết thế thôi.
Nên chúng ta hãy để ý là toàn bộ là, chúng ta để ý này, toàn bộ là đại học thông thường nó chỉ giải quyết được cái gì? Lý thuyết 12 môn học rất ít dùng trong thực tế, cộng lý thuyết về nghề. Kỹ năng thì nó đào tạo cho mình được khoảng 5%, còn 95% doanh nghiệp phải đi đào tạo lại. Rồi xu hướng tính cách nó chắc cũng giúp cho học sinh, sinh viên khoảng 5%, còn 95% còn lại sinh viên cũng chẳng hiểu tính cách của mình là gì, làm nghề gì phù hợp, điếc. Và cái cuối cùng là ba gốc đạo đức, trí tuệ, nghị lực, chúng ta hay gọi trong trường học là cái môn giáo dục công dân. Giáo dục công dân của mình mà thực sự phát triển được đạo đức, trí tuệ, nghị lực, chắc nước mình vượt qua Singapore từ lâu rồi. Nhưng nó không giải được cái bài toán đó. Nên toàn bộ cái đại học thông thường nó bị lủng. Thì chúng ta suy nghĩ xem có cái gì liên quan đến ba gốc, liên quan đến bốn vòng tròn đào tạo mình đắp vào cho nó không? Bộ sách tinh hoa về tình yêu gia đình, về phát triển bản thân, về đạo đức, về đạo lý, về quản trị, về phương pháp giáo dục, về sức khỏe có không? Sức khỏe không dùng thuốc nha, chứ không chơi thuốc, sức khỏe dùng thuốc. Có hiểu các nguyên lý về sức khỏe không dùng thuốc không? Có hiểu các nguyên lý về các phương pháp giáo dục để sau này mình nuôi dạy con và đào tạo nhân viên dễ không? Có hiểu các cái nguyên lý về quản trị không? Để lỡ mình ra làm sếp thì mình có cái kiến thức nền tảng rồi. Tất cả những cái đó gần như trong các trường không dạy, mà các bạn phải ra bên ngoài tự mò mẫm, tự mày mò và tốn rất nhiều tiền cho nó nha. Rồi đến kỹ năng này, bốn kỹ năng quan trọng nhất trong cuộc đời: kỹ năng tự học, kỹ năng quản lý cảm xúc, tức là thiền đấy, EQ, chỉ số EQ là thiền đấy. Thông qua thiền thì chỉ số EQ nó tăng. Còn các bạn không biết đến thiền, luyện chỉ số EQ nó lâu. Tự rèn luyện và xây dựng đội ngũ, bốn kỹ năng quan trọng nhất. Kỹ năng tự học liên quan đến cột trí tuệ, kỹ năng thiền, EQ, rèn luyện chỉ số EQ liên quan đến nhân cách đạo đức, và kỹ năng tự khép mình vào kỷ luật để rèn luyện vượt lên thì kỹ năng này liên quan đến cột nghị lực. Và cuối cùng, khi mình đã mạnh ở bên trong rồi, mình bắt đầu đi trao cho mọi người, gắn kết mọi người, thì phải có kỹ năng về đội ngũ. Hết bốn kỹ năng này nó chi phối mọi kỹ năng còn lại. Các bạn bảo ồ, kỹ năng bán hàng mới là quan trọng nhất. Bán hàng nó là kỹ năng phụ của kỹ năng tự học và tự rèn. Một người có năng lực tự học và năng lực tự rèn thì chắc chắn kỹ năng bán hàng nó luyện xong 3 tháng 6 tháng là xong, nó tự âm thầm nó luyện là xong, chả có gì không mắc cả. Bảo ồ, nó còn kỹ năng sử dụng máy móc ở dưới xưởng, rất nhiều máy móc nó xuống làm sao. Ồ, sử dụng máy móc, kỹ năng tự học là đủ rồi. Nó xuống dưới đó, nó lật giáo trình và nó học, nó hỏi kỹ sư trưởng, cứ thế nó học. 3 tháng sau nguyên dây chuyền đã nằm lòng trong lòng bàn tay nó. Chứ việc gì phải trao cho nó những cái kỹ năng đó vội. Những kỹ năng nền tảng này này xài cho mọi lĩnh vực. Rồi xu hướng tính cách thì nó có được học về quan sát đúc kết lại cuộc đời không? Nó có được học về những bộ cái câu hỏi nghiêng về tâm lý, trắc nghiệm cái insight của nó không? Nó có được học về nhân tướng, nó có được học về DISC, MBTI, xin chắc vân tay hay thần số học không? Đó là những cái môn phụ trợ cho hiểu mình. Hiểu mình nó những cái môn phụ trợ, chúng ta vẫn hay gọi là những môn tâm linh. Tôi phát hiện đấy không phải là môn tâm linh, môn nó giúp mình hiểu mình à. Các bạn đi xem tử vi là các bạn đang tò mò xem mình hiểu mình hay không chứ là gì nữa. Chứ nó đâu có gì đâu là bói toán, nó giúp mình hiểu mình thôi. Nhưng vì chúng ta không hiểu, đâm ra chúng ta bị lệ thuộc vào cái lời phán của cái ông thầy bói vậy thôi. Và ba gốc đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì giáo dục công dân không đáp ứng được, thì chúng ta phải xây cái chương trình này. Và chúng tôi đã xây chương trình này 7 năm cho hệ thống trường Tuệ Đức rồi. Gần 1.400 cán bộ công nhân viên, 23 cái trường dọc Bắc Nam. Chúng ta xây sẵn cái hệ thống để đào tạo về ba gốc: lớp chánh kiến 1, lớp chánh kiến 2, những cái lớp thiền Vipassana và những dự án thiện nguyện. Lưu ý nhé, muốn rèn đạo đức phải thông qua rất nhiều dự án thiện nguyện. Còn nó chỉ làm cho nó không tăng trưởng được đạo đức, nó phải đi làm cho người khác không công thì nó mới tăng được đạo đức. Đó. Thì khi mà các bạn có cái nền này cho nó chắc, các bạn đắp được cái bên đây này, thì tôi gọi đó là đại học ba gốc. Đây là câu nói của ông Einstein khá nổi tiếng này. Anh ta phải được dạy để có một ý thức sống động về cái gì là đẹp, cái gì là thiện. Nếu không, với kiến thức chuyên môn hóa của mình, anh ta chỉ giống như một con chó được huấn luyện tốt hơn là một con người được phát triển hài hòa. Nếu chúng ta huấn luyện chính mình trở thành một cái con người rất lành nghề về công việc, rất lành nghề về kiếm tiền, tức là được chuyên môn hóa thành giỏi, thì Einstein gọi chúng ta là con chó được huấn luyện tốt. Lời nói của bộ óc vĩ đại nhất đấy nhé.
Còn bản chất chúng ta phải là một con người được phát triển hài hòa, phải có một ý thức sống động về chân thiện mỹ. Cái gì là đẹp, cái gì là thiện, tức là về, nói theo ngôn ngữ của người châu Á mình, là chân thiện mỹ. Cái gì là sự chân thành, cái gì là sự chân thực, cái gì là cái điều hướng thiện, cái điều gì là cái đẹp của tâm hồn. Chứ không phải chỉ là một cái nghề được chuyên môn hóa một cách sâu sắc, để rồi anh ta chỉ là một con chó được huấn luyện tốt hết. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video. Để nhận các video tiếp theo, vui lòng ấn đăng ký kênh và biểu tượng chuông.